Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là con gà sau khi làm thịt xong mình chế biến cho khách 4 món các bạn nha. Tiện đây mình làm một video chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái gia vị để nướng cho con gà vàng và ngon các bạn. Thật sự thì người trong nghề thì chắc chắn với các bạn một điều rằng là họ không bao giờ chia sẻ cái cách mà họ làm để các bạn cùng xem. Nói chung là cũng có nhưng mà ít các bạn nha. Với hai nữa là về vấn đề cái ẩm thực vùng miền nó cũng khác nhau các bạn. Cho nên mình biết theo cách của mình chia sẻ với các bạn cùng xem và cùng làm. Theo khách đặt thì mình làm 4 món cho khách các bạn. Gồm gỏi cây chuối non nè. Dùng ướp gà để trộn xương đầu và chân và xương lưng mình dùng để nấu lẩu các bạn, và lòng mề mình dùng để nấu một tô cháo cho khách, và cánh và đuôi gà thì mình dùng để nướng. Đây là những cái nguyên liệu lát nữa mình sẽ nấu lẩu các bạn. Cái nước luộc sau khi luộc gà thì mình chia làm đôi, một nửa mình dùng để nấu cháo, còn một nửa lát nữa mình sẽ lấy cái dừa này thêm vào để làm nước lẩu các bạn. Trong video này mình chỉ đề cập về vấn đề làm cái gia vị để nướng gà thôi các bạn. Từ đây mình cũng quay luôn cho các bạn xem. Mời các bạn cùng theo dõi video mình nhé. Đây các bạn, cái ức gà này, sau khi luộc lên thì mình để nguội lát nữa mình bắt đầu xé ra các bạn. Đây, mình xé nhỏ để trộn với cây chuối non. Những bạn đã từng theo dõi video của mình thì trong những video trước mình cũng chia sẻ cái cách làm gỏi gà bằng cây chuối non các bạn. Đây các bạn, cái hỗn hợp gia vị này lát nữa mình sử dụng để nướng gà đây các bạn. Nói chung không có gì mà phức tạp hoặc cầu kỳ gì hết. Người ta chỉ giấu thôi các bạn ơi. Đây mình chia sẻ thật lòng nha. Và mình biết sao mình chỉ vậy các bạn. Với hai nữa là ẩm thực vùng miền có một cái kiểu khác nhau. Mời các bạn cùng xem nè. Gồm tỏi và hành tím các bạn. Mình đã luộc sẵn nè. Ớt đỏ. Nói chung là không có như ai tưởng tượng đâu. Nó rất đơn giản các bạn. Đây là bột điều các bạn. Bột điều đã xay nhuyễn rồi nha các bạn. Cho mình một chén dầu ăn nữa. Bột ngọt các bạn. Trong cái nước này để mình nướng là không sử dụng đường các bạn nha. Và muối hột các bạn nha. Đây mình cho tất cả thật vào giả. Trước tiên là giả tỏi và ớt nè, rồi hành tím các bạn. Những người họ sử dụng cái gia vị ướp gà nó có nhiều cách lắm các bạn, nhưng mà theo mình nghĩ là cái cách này là rất là hiệu quả. Với hai nữa là cái màu gà sau khi nướng xong rất là ngon các bạn. Bây giờ mình cho hành tỏi nè, rồi ớt và ít bột ngọt vào, mình giã rất đơn giản các bạn. Sau khi giã xong thì mình sẽ đưa cái dầu ăn và cái bột điều các bạn. Điều. Đây muối hột các bạn. Nói chung là tùy số lượng gà các bạn nha, chúng ta cân nhắc khi làm cái gia vị này. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cái mật ong, nhưng mà sau khi gà đã chín được 90% rồi thì chúng ta mới quét chứ không bị cháy các bạn. Đó là chia sẻ của mình thật lòng nha. Chúng ta không nên bỏ đường vô là nó dễ cháy lắm. Sau khi giã xong thì mình cho ra một cái chén các bạn.
chén cơm này. Sau đó mình sẽ bỏ cái bột điều vào và cho vào ăn vào các bạn. Rồi đánh đều lên. Đánh đều cho nó tan đều được các bạn. Rất đơn giản không các bạn? Mình đã chia sẻ xong cái gia vị để dùng nướng gà. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Gà mà thả ra cái thịt thảo thì nó đầy cũng ngon mà phải vựng.